rất là nhiều những cái từ rất đáng tự hào và xúc động để nói về các bạn. Và đúng, các bạn là niềm tự hào của thành phố Hồ Chí Minh, đã thể hiện được cái tinh thần của phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, thể hiện được tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam rất khát khao chinh phục những đỉnh cao trong thể thao. Đây là cái việc mà chúng tôi nghĩ nó không chỉ có ý nghĩa đối với các bạn, các gia đình các bạn, đối với bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh, mà nó có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đối với thể thao của Việt Nam nói chung và đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Đây là cái việc mà phải nói là rất là tuyệt vời. Thành phố Hồ Chí Minh trong mấy ngày qua được đón cái Tết Xuân Nhâm Dần hết sức là đầm ấm, hạnh phúc. Đó là một cái niềm vui. Phải nói là trong 3-4 tháng trước thì nhân dân thành phố chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một cái Tết là đầm ấm như thế. Nhưng mà niềm vui được nhân đôi lên khi đón nhận được những tin vui, những cái thành tích từ phía đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, trong đó có phần đóng góp rất lớn của các cô gái kim cương từ đội tuyển bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Thì điều này nó làm cho cái không khí của thành phố Hồ Chí Minh những ngày xuân càng thêm rộn ràng hơn. Và hôm nay các bạn về đó thì nó bằng một cái tình cảm chân thành, rất là vui mừng, rất là tự hào của thành phố. Cho nên là đón bằng một cái tình cảm rất chân thành, rất tự nhiên như thế. Và nó cũng là cái không khí rất là tươi vui của cái năm rất là đặc biệt. Năm rất là đặc biệt. Thì đây là cái điều mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ để bày tỏ lòng biết ơn, sự tự hào của lãnh đạo và nhân dân thành phố đối với ban huấn luyện, đối với các vận động viên đội bóng đá nữ thành phố trong tham gia trong đội bóng đá nữ của quốc gia. Qua chia sẻ của chị Kim Chi và em Quỳnh Như thì mọi người bày tỏ là niềm vui khi lần này về được thành phố đón rất là trang trọng. Nhưng tôi có một cảm nhận như vậy là có thể là trong thời gian vừa qua là chúng ta nhìn bóng đá nữ nó chưa được công bằng lắm. Và hôm nay sự xuất hiện của các đồng chí lãnh đạo ở đây, quý đại biểu ở đây, đặc biệt là những phần quà của các nhà tài trợ, điều này nó thể hiện cái sự trân trọng, cảm ơn của thành phố đối với lao động, đối với cống hiến, cái đóng góp của các chị, các em. Thì mong là mọi người đón nhận như đây là một cái tình cảm rất là trân trọng, biết ơn, và chúng ta lấy đó làm động lực, làm hành trang để chúng ta tiếp tục nỗ lực và chúng ta đạt được những thành tích cao hơn trong cái sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Thì chúng tôi rất là mong muốn với cái thành tích vừa qua thì đội các thành viên bóng đá nữ thành phố tham gia đội tuyển nữ quốc gia sẽ tiếp tục rèn luyện để chúng ta cùng với tập thể đội tuyển nữ quốc gia sẽ lập được cái thành tích cao hơn trong cái vòng chung kết World Cup 2023. Tôi chân thành chúc các bạn cùng tập thể đội tuyển sẽ gặt hái được những kết quả cao nhất tại vòng chung kết World Cup.